Như các bạn đã thấy này, bây giờ là ban tuyết, người ta ban tuyết bây giờ là đống ba hết rồi này. Đấy, ban tuyết bây giờ là tuyết về, bây giờ cây cũ nó đống ban hết rồi này. Để luôn các bạn, đấy, để luôn. Và hiện tại Mỹ Cò đã đi một mình nha các bạn, Mỹ Cò đã đi một mình. Do trời rét quá, cho nên là chỉ dành cho những bạn mà yêu thích thì mới đi lên núi để đi khám phá thôi. Còn lại là một số bạn ấy, thì không thích, bây giờ đang ngủ ở nhà thôi. Đấy, Mỹ Cò là người hôm qua, Mỹ Cò đã đi quay được một ít video nữa. Và hôm nay là rét quá. Và hôm nay là Mỹ Cò là tiếp tục là đi quay lại video. Đấy, cây này này, các bạn đã thấy này này. Đấy, để có những bức ảnh đẹp và những cái video nó chất lượng đẹp ấy, thì phải hy sinh cái thời tiết lạnh này. Ở chỗ Mỹ Cò bây giờ, hiện tại Mỹ Cò đã đứng ở đây này ấy, đang đứng ở bên này là âm 2 độ. Bây giờ là âm 2 độ các bạn nhé. Hiện tại là âm 2 độ, rất là lạnh luôn. Đây này, những cái cây này Mỹ Cò có thể ăn được này, này. Đúng ba hết rồi. Đấy, chuẩn xác đẹp luôn. Rồi, Mỹ Cò là ngừa mà rất là thích đi chơi. Với thấy cảnh nó đẹp thì Mỹ Cò mò đi chơi. Mời tất cả anh em cùng Mỹ Cò sẽ đi lên trên tít trên này nữa. Đằng sau Mỹ Cò này đi còn đẹp, rất là đẹp luôn. Và Mỹ Cò mời tất cả anh em cùng Mỹ Cò sẽ đi lên trên để đi quay những cái cảnh đẹp để cho xem là nó hoành tráng như thế nào nhé các bạn nhé. Hello tất cả mọi người nhé. Đây là những cây bị đống ban nhé các bạn. Đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rét quá này. Này, tuyệt vời luôn nha các bạn. Đây, dùng quá. Cảnh đồng ban nhé các bạn. Zip. Bây giờ là ban bắt đầu tan rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Cảnh rất là đẹp luôn nhá. Đống ban hết rồi. Làm cho cây cũ không thể mọc được nữa. Đây là ban tuyết nha các bạn. Rét luôn, bây giờ là âm 2 độ nha, nơi bây giờ Mỹ Cò đang ở đây ấy, là âm 2 độ. Các bạn nhìn này. Đẹp quá. Đấy. Đẹp luôn các bạn.
một đấy cảnh Bát Tuyết này các bạn. Các bạn xem này, những cây này thì đã bị đống ba hết rồi, đống ba kiểu là không có một cái lá nào nữa và nó đã chuyển màu màu chán rồi đấy. Ban tuyết nó đống ba tuyết vào đấy hết rồi, bây giờ nó không còn lá nữa, lá bị cuốn hết rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Mà hôm nay trời rất là rét luôn nhé, hôm nay là âm 2 độ, bây giờ hình như là chuyển về âm 3 độ rồi. Và Mỹ Cò chỉ đi quay video một tí, hôm nay là Mỹ Cò chỉ đi quay thế này thôi. Cái gì thì còn sẽ đi về sau là Mỹ Cò sẽ ngày mai Mỹ Cò sẽ đi quay tiếp nhé các bạn, rất là đẹp luôn. Cảnh đẹp tuyệt vời trên cao ngay đán Đồng Văn là đống bát tuyết rất là nhiều, cảnh rất là đẹp, màu trắng rực rỡ luôn nhé các bạn, uy tín luôn nhé, cảnh uy tín luôn mà chỉ có ở cao nguyên đá Đồng Văn đấy, kiểu như là hàng dọc của bên Trung Quốc vừa mới làm này, đẹp rất là rực rỡ luôn các bạn. Nhìn này, từ giữa đường nó lên tít trên này, sau lại lên tít trên này luôn đấy, các bạn nhìn này, đấy lên tít trên này luôn này. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, đấy. Này. Chán xóa, chán tuyết. Ui, đau tay quá. Ai à. Đẹp chưa? Uy tín luôn nhé các bạn. Tuyệt vời luôn. Đấy, chán rực rỡ luôn nhé các bạn. Đây, nó cuốn thành như cái cây rất là đẹp này. Như cái hành thù rất là đẹp, cứ như là tranh vẽ luôn nhé các bạn. Đấy. Như là một bức tranh mà người ta vẽ luôn, rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn này, màu sắt rực rỡ nhé, màu chán luôn đấy các bạn nhìn này, mà không phải ở đây đâu nhé, rất là nhiều luôn, từ dưới này lên, từ dưới này lên tít trên này luôn đấy, đẹp rất là rực rỡ nhé các bạn, đẹp luôn, tự nhiên luôn, đẹp tự nhiên luôn. Kiểu như là cái hàn hàn dọc của bên Trung Quốc ấy. Đấy, giống như hàn dọc bên Trung Trung Quốc vừa làm xong đây đấy, từ dưới này lên này, mùa hàng lên trên này luôn này,